Ok, đây là một mẩu truyện kinh dị cực ngắn này. Cá mập cắn cáp. Ngày xưa, xưa ơi là xưa. Xưa đến nỗi mà người kể chuyện cũng chẳng rõ là ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra nữa, hết chuyện. Ừ thì xàm xí nhưng nghe vẫn có lý đúng không? Tôi có thể giúp bạn rất nhiều việc, ví dụ, bạn có thể nói những nội dung như hẹn giờ, hoặc đặt báo thức, vuốt để xem các lựa chọn khác. Xin lỗi, chắc tôi lại vừa lơ đãng rồi. Bạn nhắc lại được không? Lần này nhất định tôi sẽ chú ý lắng nghe. Đương nhiên rồi, bạn muốn hỏi gì tôi cũng được. Được mà, tôi còn có thể trò chuyện với bạn nữa cơ. Tôi có thể tìm thông tin này trên web. Tôi không hiểu.